Xin chào anh em, mình là Eric. Như vậy đã làm 10 năm kể từ khi thư viện React JS ra đời đúng không nào? React nó đã phát triển rất nhiều ứng dụng và nó là một thành phần không thể thiếu trong thế giới frontend của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên rằng nhiều bạn có thể không biết với lần ra đời lần này với một cái trang tài liệu hoàn toàn mới, nó là một bước đi và là một bước tiến cũng như rằng nó sẽ làm thay đổi tương lai của lập trình viên frontend các bạn nha và hôm nay trong video này mình sẽ trả lời câu hỏi nếu chúng ta là lập trình viên React JS làm sao để chúng ta không thân nghiệp. Các bạn lưu ý rằng hiện tại đấy đối với React chúng ta có một cái trang chủ hoàn toàn mới, nó có tên miền là react.dev. Còn ngày xưa từ năm 2023 trở về trước ấy Chúng ta có một trang là reactjs.org. Nếu như rằng bạn nào vẫn cố gắng vào trang reactjs.org các bạn này, các bạn lưu ý rằng bây giờ nó sẽ tự động redirect chúng ta về react.dev. Như vậy rằng ấy đối với reactjs.org đây là một trang tài liệu cũ. Đồng thời, team React đã thêm cho chúng ta cái từ legacy các bạn này có nghĩa rằng đây là một sản phẩm được dùng rất nhiều trong quá khứ và bây giờ không còn được dùng nữa, nhưng mà nó vẫn đang được sử dụng ngoài kia. Đây chính là lý do tại sao người ta tạo một cái tên miền như thế này Tuy nhiên rằng nếu chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng ấy, Bây giờ chúng ta có một trang tài liệu mới Như vậy thì nó chưa xong rồi các bạn Nếu như các bạn vào cái trang này này Chúng ta nhấn cho mình cái phần Learn React ấy. Bên trong này chúng ta sẽ lan chuột xuống cho mình nha Có một phần đấy chính là Quick Start các bạn này Ở Ngay bên trong này bên phần bên tay trái này Các bạn sẽ click vào cho mình cái phần Installation Các bạn sẽ để ý cho mình này với tài liệu mới người ta nha team react nha người ta gợi ý chúng ta bắt đầu dự án với next.js chúng ta không còn create react app ở đây đây chính là một câu hỏi mình sẽ trả lời trong video này đồng thời ngoài next.js người ta gợi ý các bạn remix này chúng ta có gatsby chẳng hạn ba cái framework rất nổi tiếng của react hiện nay nếu như rằng chúng ta dùng cái document cũ của các bạn này các bạn sẽ nhìn nha nó gợi ý chúng ta dùng công cụ và trong số đấy có thằng create react app một câu hỏi đặt ra rằng tại sao Create React App nó lại biến mất trên trang chủ mới và nếu như rằng chúng ta đang sử dụng công cụ này nó có ảnh hưởng gì không? Bởi vì có rất nhiều ứng dụng phát triển từ năm 2023 trở về trước chúng ta sử dụng công cụ này đúng không nào? Để trả lời câu hỏi này của chúng ta, trước tiên mình sẽ đi làm rõ cái công cụ Create React App này là gì nha nhiều bạn có thể không biết tuy nhiên rằng Create Breakup là một công cụ do Facebook phát triển. Các bạn để ý cho mình cái đường link URL trên GitHub này, nó có cái Facebook đằng trước như vậy rằng là cực kỳ uy tín đúng không? Cái lượng star của thằng này 99,5 star. Số lượng uh, issue của nó đang có 1,6, 1600 issue, pull request của chúng ta là 423 pull request các bạn này. Như vậy nếu mà nói cái công cụ này nó đã chết rồi điều này không hoàn toàn đúng các bạn nha. Để minh họa một công cụ nó chết đấy, mình sẽ minh họa với các bạn một công cụ mình uh, hướng dẫn các bạn trong khóa về React Advanced của mình các bạn này. Đây chính là là cái package có tên là normalize này. Tại sao mình lại minh họa package này? Lát nữa thì mình sẽ giải thích. Đối với package này các bạn sẽ nhìn thấy này. Thứ nhất đấy trên cái trang npm ấy nó sẽ có một dòng thông báo rất chìa đàng hoàng luôn, tức rằng là package này no longer maintained ấy. Đồng thời trên GitHub của chúng ta đấy, đối với những dự án nào mà không còn phát triển nữa, người ta hay có một cái khái niệm là read only thằng GitHub khá chi là hay khi nó có một chế độ để chứng rằng là public achieve này các bạn này tức rằng là cái dự án này không còn phát triển nữa người chủ của dự án này có thể làm chế độ như thế này sau khi chúng ta sử dụng chế độ này ấy, chúng ta không thể tạo được pull request chúng ta không thể mật code các bạn không làm được gì cả ngoài chế độ read only thôi như vậy rằng ấy, đối với cái create backup của chúng ta mọi thứ nó vẫn đang bình thường chứng tỏ một điều rằng là cái dự án này nó sẽ không chết các bạn nha các bạn yên tâm điều đấy sau khi mà chúng ta thấy cái dự án này không chết một câu hỏi đặt ra rằng tại sao đối với trang chủ mới nó lại gợi ý thằng nexts không còn gợi ý create Recap nữa đúng không câu hỏi này thì khá chi là hay lát nữa mình sẽ đi phân tích sâu về cái thằng này trước khi đi phân tích sâu vào thằng này đấy mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đường link khá chi là uy tín các bạn nhé nó sẽ giải thích được lý do tại sao và đấy chính là nguồn cảm hứng cho mình làm video này về cái topic này này, mình đã có lên GitHub của thằng này mình có tìm hiểu các bạn này. Đối với cái thằng này có rất nhiều người hỏi trên GitHub của chính thằng này luôn là cái thằng này đã biến mất khỏi react.dev thì trạng thái gì đã xảy ra với nó. Và để trả lời câu hỏi của chúng ta đã có một member các bạn nhé, một thành viên của team React trả lời chúng ta một cái bài rất chi là dài luôn. Đây mình mình đã đọc hết cái bài này Dĩ nhiên rằng là trong video này mình sẽ không đi gọi là dịch từ A đến Z đâu Các bạn yên tâm rằng là đường link này mình sẽ để tại phần miêu tả của video để chúng ta có thể đọc từ A đến Z nha Như vậy thì nó sẽ trực quan Trước khi nói về cái nội dung này, nhiều bạn có thể không biết anh này các bạn này Anh này là cái anh Dan các bạn này Đây là một trong những core team member ấy Cái dự án này các bạn này, cái dự án mà no longer maintain ấy là do anh này viết ra Um, nhiều bạn có thể không biết luôn, đấy chính là, là vào khoảng năm 2013 đấy chúng ta có cái package này Tuy nhiên rằng sau khi mà chúng ta có thằng GrabQL đấy, anh ấy đã move on, anh ấy không dùng cái này nữa, anh ấy chuyển qua dùng GraphQL Ngày xưa thì chúng ta viết RESTful API, sau này thì do thằng Facebook phát triển đấy, nó cần thêm các công cụ mới Đấy chính là lý do tại sao người ta không còn thời gian để phát triển công cụ này nữa, người ta move on Thì đây chính là một chia sẻ của mình thôi um, Mình cố tình lấy cái package này đấy các bạn, không phải rằng là mình ngẫu nhiên lấy một package này đâu như vậy rằng ấy, các bạn có thể biết được rằng là anh này là một trong những core team của Facebook và nếu như bạn nào là fan của React mình tin chắc rằng các bạn sẽ biết tới anh này luôn, anh này rất chỉ là nổi tiếng. Anh này thì rất hay hoạt động trên cộng đồng của chúng ta React này, Redux chẳng hạn này và trả lời rất là nhiều. Và đối với câu hỏi này này, có người hỏi rằng là tại sao trên cái trang này này, tại sao trên trang này nó không gợi ý vít luôn. Đến đây thì nhiều bạn sẽ hỏi mình tiếp rằng là Vit là cái quái gì cái đã đúng không? Nếu như rằng chúng ta nhìn cái này các bạn này, nếu như rằng là chúng ta nhìn cái tên issue này, nó muốn rằng chúng ta thay thế thằng create react app bằng chính thằng vít này này, đúng không nào? Tại sao mà chúng ta lại không thay thế bằng thằng vít Nhiều bạn có thể không biết thằng Vit ấy, thằng vít là do cái cộng đồng Vue CS nó phát triển nhưng mà thằng Vit này có thể chạy với React của chúng ta và nó chạy rất triển nhanh. Để minh họa cho thằng đấy các bạn sẽ nhìn nha đây là một cái dự án mà mình đang hướng dẫn các bạn trên Truemy thôi, mình sẽ chạy bằng thằng vít cho các bạn xem này, nó tính theo mini dây cho các bạn xem luôn, mình uh, MMB Start các bạn sẽ nhìn này, server của chúng ta lên ngay lập tức luôn. Ở đây thì mình sẽ quay trở lại nha, ở đây thì mình sẽ quay vào Localhost các bạn sẽ nhìn này, mình F5 lại một cái thì website của chúng ta lên. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái topic của chúng ta các bạn này, nó nói về tương lai của Create React App. Các bạn lưu ý rằng là nó giải thích tại sao thằng Create React App nó tồn tại các bạn này ngày xưa đấy khi mà thằng thằng rex nó ra đời nó chỉ là một thư viện thôi nó là gọi là un option này các bạn này nó có một từ đấy chính là un option framework mình sẽ cho nó như thế này các bạn nhé đây mình sẽ cho nó một cái từ như thế này các bạn này nó có một cái từ rằng là un option đây chúng ta có một cái un option net đấy có nghĩa rằng ấy cái framework này cái thư viện này cho phép chúng ta dùng cái gì cũng được nó không quy định một cái hình thức gì cả nó không quy định một cái bộ khung bắt chúng ta phải tuân theo như vậy rằng cái công cụ create react app này nó ra đời này nó sẽ giúp các bạn set up những cái công cụ cần thiết còn về sau đấy các bạn muốn phát triển như thế nào cấu trúc ra làm sao là do chúng ta quy định do chúng ta quyết định đúng không nào không phải react quyết định điều đấy cho chúng ta ngày xưa thì các bạn thấy để chạy được một dự án React ấy, chúng ta sẽ cần phải config babel này, config trình compiler này, chúng ta config TypeScript chẳng hạn, chúng ta config rất chỉ nhiều cái đúng không? Làm sao để chúng ta có thể chạy được code này? Chúng ta cần có thằng webpack chẳng hạn và những công việc đấy có rất nhiều người làm, có rất nhiều hướng đi. Chúng ta không có một cái công thức gì cả. Thằng create-react-ra đời để giải quyết chính xác vấn đề đấy. Tuy nhiên rằng theo dòng thời gian phát triển đấy, các bạn thấy rằng là năm 2018 thằng React nó ra đời hút các bạn này và năm 2022 nó ra đời React 18 hỗ trợ rất chi là mạnh mẽ cho server side rendering. Đây chính là một trong những cái vấn đề khiến cho thằng Create React App nó không phù hợp với thời hiện đại nữa các bạn hiểu một điều rằng là khi chúng ta dùng webpack chẳng hạn lại cái thời gian dịch code của chúng ta khá chỉ là lâu đúng không nào chúng ta sẽ cần phải dịch hết code sau đấy thì chúng ta mới chạy không nói tới chế độ production hay rằng là chế độ development đúng không tất cả chúng ta cần dịch code trước sau đấy thì chúng ta mới chạy Đồng thời thì ngày nay cái browser của chúng ta khá chỉ là hiện đại rồi. Cái browser này, cái trình duyệt web của chúng ta ấy, nó rất chỉ hiện đại. Nó còn giúp các bạn dịch code nữa cơ. Chúng ta dịch code với Webpack này, chúng ta dịch code với Rust này. Có rất nhiều công cụ giúp các bạn dịch code thành ra rằng bây giờ ấy, thằng create app ấy nó giống như rằng là một cái buổi hoàng hôn rồi nó không còn là buổi bình minh nữa có rất nhiều công cụ bây giờ nó giải quyết được vấn đề cho chúng ta và có một điều cực kỳ quan trọng là chính bản thân website nó phát triển các bạn thấy rằng là ngày xưa đấy chúng ta cần một website chỉ hiển thị text thôi đúng không nào chúng ta giống kiểu đọc báo thôi ngày nay thì chúng ta muốn tương tác này chúng ta có muốn có real time này chúng ta có muốn hiệu ứng này chúng ta muốn rằng là website của chúng ta phải mượt nhất có thể này vào một phát là dữ liệu của chúng ta nó phải lên ngay đúng không nào có rất nhiều vấn đề nó đề cập thành ra rằng nếu mọi thứ chúng ta chỉ dùng phía client side rendering thôi csr đấy nó sẽ khiến website của chúng ta bị chậm và website của chúng ta đôi khi muốn rằng trải nghiệm người dùng cao nhất chúng ta muốn SSR, Server Side Rendering. Như vậy rằng với cái công cụ Create react App ấy, chúng ta chỉ làm được cái việc là render ở phía client thôi. Về phía server chúng ta không thể làm được. Như vậy nếu mà nói về sự phát triển của website ấy, thằng Create react App nó chỉ đáp ứng được 1 phần 2 thôi. Đây chính là một cái nhược điểm rất là lớn của công cụ này. Sau khi biết được cái nhược điểm này, có rất nhiều câu hỏi cho team Facebook để người ta có thể giải quyết các bạn này. Thứ nhất là người ta có 5 sự lựa chọn như người ta giải thích ở đây các bạn này Thứ nhất người ta có thể tạo một cái framework từ đầu luôn để giải quyết vấn đề đấy đúng không Nhưng mà cái việc mà chúng ta tạo cái framework từ đầu ấy nó thường tốn nhân lực và nó tốn tài nguyên đúng không nào Các bạn thấy rằng là không ai đi reinvent the wheel Nếu như rằng ngoài kia đã có một cái framework đã có cộng đồng phát triển rồi ấy chúng ta nên cố gắng sử dụng cái phương thức đấy còn nếu như rằng cái công cụ ngoài kia không đáp ứng được nhu cầu của các bạn đấy mới là khi chúng ta đi sáng tạo từ đầu đúng không thành ra rằng cái option mà các bạn đi oh, chúng ta đi sáng tạo một cái framework mới thì gần như rằng là không ai đi làm vậy cả đúng không các bạn nó rất chỉ là tốn kém cái option thứ hai các bạn này là chúng ta không dùng create app nữa team react nó sẽ giới thiệu tới chúng ta thằng Vite này tức rằng là chúng ta sẽ dùng chung với anh view của chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ dùng thằng vít này Thằng vít này nó sẽ đảm bảo cho các bạn rằng là tốc độ cực kỳ nhanh đối với website hiện tại của chúng ta luôn Tuy nhiên rằng ấy, khi chúng ta dùng thằng vít ấy nó chỉ được một khía cạnh thôi là client-side rendering Mọi thứ là client nó sẽ render ra cho các bạn Nhưng mà theo sự phát triển của website chúng ta muốn rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ cho client side rendering, ngày mai chúng ta cho server ra đúng không nào? Nhiều bạn có thể không biết client side rendering hay là server side rendering là cái gì. Mình sẽ minh họa với trang Tiki các bạn nha. Các bạn sẽ nhìn này. Mỗi một lần mà mình vào cái nhà sách Tiki đã, mình sẽ cần phải gõ là nhà sách Tiki các bạn nha, nhà sách Tiki này. Tiki của chúng ta là một trong các website sử dụng cơ chế server side rendering các bạn nha. Các bạn sẽ nhìn này. Ví dụ như rằng là mình vào thằng Tiki các bạn nha. Mình nhấn vào đây một cái các bạn này. Các bạn sẽ thấy rằng là website của chúng ta giống hệt một cảm giác chúng ta lốt lại, chúng ta render giao diện đúng không? như vậy nó gọi là server side, side rendering còn đối với phía client side rendering ấy, giống hệt như việc các bạn dùng thằng shopee ấy, các bạn sẽ thấy điểm khác biệt thôi nó không có cái cơ chế lốt lại đâu mình sẽ vào cái thằng shopee luôn nha rất nhanh thôi bởi vì đây chính là các ông lớn trong ngành thương mại điện tử của chúng ta mà mình sẽ vào thằng shopee chẳng hạn này mình sẽ vào thằng shopee chẳng hạn các bạn sẽ nhìn nha mình tích ở đây một cái các bạn này đối với thằng này chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta chỉ lốt lại cái phần này thôi này chúng ta chỉ lốt lại cái phần sản phẩm này thôi chúng ta không hề render lại toàn bộ đâu theo cảm nhận cá nhân của mình thằng tiki này nó dùng server các bạn này dĩ nhiên rằng chúng ta dùng cách làm nào ở đây server side rendering hay rằng là client side rendering nó đều có ưu và nhược điểm hết thôi mình sẽ không đi phân tích ưu nhược điểm ở đây mà ý mình ở đây muốn nói rằng đối với website hiện đại đấy chúng ta muốn rằng là ngày hôm nay chúng ta dùng client side rendering ngày mai chúng ta dùng server side rendering liệu rằng công cụ đấy có đáp ứng được cho chúng ta không đúng không nào công cụ các bạn sử dụng ấy thành ra rằng đối với thằng vít này này nếu mà từ cái create-react-app ấy chúng ta sử dụng thằng vít đấy nó không thay đổi được vấn đề đâu nó là một công cụ đều là một tác dụng duy nhất thôi là client side rendering đấy chính là lý do tại sao nó không thay thế thằng create-react-app bằng thằng vít các bạn nha cái vấn đề thứ ba đấy nó sẽ làm đấy chính là là nó sẽ không dùng thằng create Break app nữa thay vào đấy nó sẽ gợi ý thằng React framework đây chính là điều nó sẽ làm với các bạn nhưng mà nó sẽ không làm như vậy nó làm như thế này thì gần như rằng là tất cả những đứa nào đang dùng trong quá khứ ấy, hay rằng là chỉ muốn dùng client side rendering ấy, nó sẽ không dùng được công cụ này cái vấn đề thứ tư ấy Nó muốn rằng là chúng ta sẽ biến thằng này các bạn này Nó biến thằng này chỉ sử dụng một cái framework thôi Mình nghĩ rằng đây không phải là một cái option khảo quan Bởi vì rằng ấy Đối với người dùng ấy Chúng ta nên cung cấp cho người ta một danh sách lựa chọn Chúng ta hát code trong đầu người ta Một phương án chẳng hạn như vậy Rằng là sau này có hậu quả gì chúng ta phải chịu đúng không Thành ra rằng đối với option thứ tư này Cái team react người ta cũng không chọn Thay vì vậy người ta làm cái option thứ năm các bạn này Người ta sẽ biến cái công cụ Create React App này thành một cái launcher có nghĩa là người ta sẽ sắp xếp các option và option cuối cùng chính là các bạn vẫn giữ được cái thằng create react app này và có một điểm đặc biệt hơn là team react người ta sẽ viết lại phần co của cái thằng create react app này ngay ở dưới tầng dưới đấy thay vì việc chúng ta dùng thằng webpack người ta sẽ dùng thằng Vite này để dịch code cho nhanh như vậy về tương lai sắp tới cái thằng create Rate app và thằng vít này về tốc độ các bạn sẽ thấy rằng là nó xem xem nhau thôi nó không có gì khác biệt đâu còn tại thời điểm 2023 trở về trước nha thằng vít và create Rate app nó là một rời một vực đấy nó cực kỳ nhanh luôn ở đây thì mình sẽ quay vào phương án thứ năm nha mình sẽ đi giải thích cái launcher cho các bạn hiểu này mình sẽ đoán thôi hiện tại nó chưa ra thằng launcher tuy nhiên rằng sau khi mình đọc cái này này mình đoán được cách nó làm bây giờ mình sẽ vào thằng vít mình sẽ minh họa cho các bạn thấy này để chạy được thằng vít chúng ta sẽ dùng cho mình một câu lệnh thôi đấy chính là là npm vít ladies này mình sẽ demo rất triển nhanh về một cái launcher nha ngay tại đây thì mình sẽ tạo cho nó một cái new folder đây, Đấy rồi mình sẽ quay vào đây mình sẽ open terminal của mình lên Đây mình sẽ gõ vào đây các bạn sẽ nhìn này Một cái launcher giống hệt như cái terminal các bạn đang nhìn này Sau này khi chúng ta gõ câu lệnh của Create Rack App nó sẽ hiển thị các option cho chúng ta Ví dụ như rằng là Next.js này, ví dụ như rằng là chúng ta có thằng b này Và option cuối cùng của chúng ta chính là cái thằng Create Rack App như vậy rằng về bản chất thằng Create React App nó không thay đổi Nó chỉ muốn rằng là cộng đồng React của chúng ta phát triển như thế nào cho nó phù hợp Đấy chính là lý do tại sao nó gợi ý chúng ta thằng Next.js này Nó gợi ý chúng ta Remix này Hay rằng là nó gợi ý các bạn Gabby Bởi vì đây chính rằng là những cái công cụ sẽ đáp ứng được nhu cầu của website hiện đại Mình nhấn mạnh từ hiện đại Bởi vì tương tự như thằng Tiki này hay rằng là thằng Shopee này này ngày hôm nay các bạn muốn rằng là chúng ta dùng client side rendering ngày mai chúng ta muốn đổi yêu cầu chúng ta dùng server side rendering nếu như rằng chúng ta dùng công cụ create-react-app hay rằng là các bạn dùng thằng viết này này chúng ta chỉ có một option duy nhất thôi là client side rendering tuy nhiên rằng nếu các bạn dùng các framework nó gợi ý ở đây này chúng ta thích dùng cái nào là quyền của các bạn đấy chính là lý do tại sao mà cái trang react bây giờ nó thay đổi nó thay đổi để đáp ứng được cái nhu cầu hiện đại nó cung cấp cho các bạn một cái giải pháp mà để giải quyết tất cả vấn đề của các bạn gặp phải còn nếu như nó không thay đổi đấy các bạn thì tất cả những cái nó gợi ý này nó giống như là một đứa đầu tàu ấy nó đang đi sai hướng đấy chính là lý do tại sao team react người ta muốn hướng các bạn tới nha như vậy rằng sau khi mình phân tích ấy mình hy vọng rằng các bạn đã hiểu được tại sao mà tài liệu của react nó thay đổi nhiều bạn khi xem đến đây thì sẽ thắc mắc rằng là tại sao nãy giờ mình không đề cập tới tương lai của lập trình viên React đúng không nào? Mình chia sẻ với các bạn như thế này này. Khi mà các bạn nhìn thấy nó thay đổi như thế này này, các bạn nên biết lo lắng. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì rằng là khi công nghệ nó thay đổi đúng không nào? Thằng React chính là cái công nghệ của chúng ta. Nó gợi ý các bạn như thế này bởi vì nó biết được rằng là thị trường nó đang cần cái gì công nghệ thay đổi dẫn tới công ty nó sẽ thay đổi theo. Ngày xưa công ty nó vào ấy, nó sẽ thấy rằng là chúng ta lên trang React nó bảo chúng ta rằng là dùng công cụ này để tạo dự án, nhưng mà ngày nay cũng như rằng là về tương lai ngày sau ấy, chúng ta là leader này, chúng ta là PM ấy, chúng ta lên đọc với React, chúng ta thấy rằng là nó gợi ý chúng ta dùng công cụ như thế này các bạn này. Nó có giải thích lý do rằng là tao dùng cái này bởi vì tao thấy được cái nhu cầu ngày nay của chúng mày phải làm như thế này này như vậy rằng ấy, công nghệ thay đổi dẫn tới công ty thay đổi công ty thay đổi nó sẽ dẫn tới rằng là tuyển dụng thay đổi nó muốn các bạn biết nhiều hơn đối với lập trình viên React của chúng ta ngày nay các bạn hãy bỏ cái tư duy đấy chính là chúng ta chỉ học mỗi frontend thôi nếu như rằng các bạn chỉ học mỗi frontend thôi đấy chúng ta chỉ có tư duy client side rendering thôi chúng ta đâu biết server side rendering là gì đâu thành ra rằng nha để tương lai sắp tới các bạn không lo thất nghiệp ấy. mình tin chắc rằng bạn nào cũng cần phải biết full stack nếu như bạn nào mà không học back end ấy khi chúng ta học cái này các bạn này khi các bạn học thằng next js này các bạn học thằng remix hay rằng là thằng gapi ấy các bạn sẽ thấy bị ngợp thôi bởi vì bây giờ tại sao mà nói cơ chế nó khác như vậy nó không còn là client side rendering nữa chúng ta sẽ dùng react trên server luôn như vậy rằng nha thằng react này nó đã chỉ ra cái tương lai của website của chúng ta về sau này đấy công nghệ nó đã thay đổi như vậy, nếu các bạn không thay đổi theo đấy, các bạn sẽ thấy rằng là công ty tại sao mà người ta lại yêu cầu nhiều vậy, nó yêu cầu các bạn phải biết cái này, biết cái kia đúng không? Công ty nó cũng đâu muốn đâu các bạn, chẳng qua rằng là công nghệ nó thay đổi rồi đấy. Chúng ta phải làm như vậy thôi. Ngày xưa thì Trước khi có thằng React chúng ta chỉ cần code HTML Chúng ta code jQuery là xong tự dưng đi học React Học View rồi học Angular làm cái quái gì đúng không nào Nhưng mà nếu mà chúng ta không phát triển Chúng ta không thích nghi đấy các bạn Không tránh khỏi được việc các bạn thân nghiệp đâu Thì đây chính là điều mình muốn chia sẻ với các bạn nha Góc nhìn của mình nó sẽ khác với các bạn Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất mình đã dùng qua những công cụ này rồi này Create React App mình dùng rồi này Next.js mình dùng rồi này Vite mình cũng dùng rồi Mình hiểu được bọn đấy nó có điểm hay, điểm mạnh gì Và tại sao những công công cụ nó ra đời Và bây giờ khi mà thằng React nó đã gợi ý với các bạn như vậy đấy Các bạn sẽ thấy rằng là trên thế giới công nghệ nó đã chuyển dịch như vậy Để đáp ứng nhu cầu của người ta đúng không thành ra rằng bây giờ nếu mà các bạn muốn hướng tới tương lai chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội và chúng ta học thêm nha thì đây chính là điều mình muốn chia sẻ điều cuối cùng mình muốn bật mí cho các bạn nha không có nhiều bạn lại thần tượng hóa thằng vít các bạn này bạn nào thấy cơ chế của thằng vít ấy nó render rất triển nhanh đúng không nó chạy dự án của chúng ta rất triển nhanh ấy. các bạn sẽ tìm hiểu cho mình thằng next.js này này thực chất rằng là không có điều gì nó nhanh như vậy đâu nó giảm thời gian dịch code của chúng ta tại cái phần terminal này đúng không nó sẽ đẩy lên phía browser các bạn này trong lần đầu tiên chúng ta vào website ấy, nó sẽ cực kỳ chậm bởi vì đây chính là lúc nó render các bạn lưu ý điều đấy nha Thành ra rằng điểm nhanh của thằng Vít ấy, nó là đánh đổi và nó không tuyệt vời đến như vậy đâu. Đấy cũng là một phần trong các lý do tại sao người ta không thay thế cái công cụ Create React App này bằng thằng Vít các bạn nha. Thay vì vậy, người ta gợi ý các bạn Next chẳng hạn này. Đây chính là một cái công cụ trong tương lai mình sẽ có các khóa học về thằng này. Như vậy rằng là thông qua video này, mình hy vọng các bạn đã hiểu được tương lai của Dev React của chúng ta. Để tổng kết lại này, mình muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là do công nghệ của chúng ta thay đổi thằng react này này nó thay đổi này dẫn tới công ty thay đổi công ty mà đã thay đổi thì lập trình viên của chúng ta sẽ cần phải thay đổi theo khi người ta gợi ý một công cụ có thể làm ở phía server side rendering chắc chắn các bạn sẽ cần phải có tư duy backend như vậy lập trình viên của chúng ta sẽ cần phải học thêm kiến thức về backend nữa nếu như rằng bạn nào không chịu thay đổi thì các bạn chấp nhận thôi cuộc chơi của chúng ta thì chúng ta sẽ là người bị loại thì đây chính là điều mình nhắn nhủ tới các bạn nha mình hy vọng rằng là thông qua video này các bạn sẽ trả lời được câu hỏi rằng là tại sao chúng ta không thấy cái thằng create react app này được gợi ý trên trang react này nữa, không phải là nó đai mà chẳng qua rằng là bây giờ cái team react này muốn cái gì tốt nhất cho các bạn. Thằng next này không phải là hoàn hảo 100% đâu, nhưng mà nó giải quyết được gần như tất cả những bài toán trong tương lai các bạn sẽ gặp. Đấy chính là lý do tại sao người ta gợi ý cho các bạn cách sử dụng các bạn nha. Mình hy vọng rằng thông qua video này chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn tổng quan cũng như rằng là chúng ta định hướng được rằng trong tương lai chúng ta sẽ nên làm gì. Thì trong quá trình theo dõi video này nếu như rằng các bạn có đi gì vướng mắc hay rằng chúng ta có bất cứ câu hỏi gì cần mình giải đáp thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để mình biết để có thể hỗ trợ và giải đáp giúp các bạn nha.